Rồi, trại chó xin chào các bạn nha. Hôm nay mình lên top là 10 con, gồm có 7 đực 3 cái. Chó từ 4 tới 5 tháng tuổi, dao động từ 10 cho tới 13 14 kg tùy theo con nha. Hàng màu rất đẹp. Thích hợp cho anh em nuôi huấn luyện và làm giống nha. Hàng này có nguồn gốc cha mẹ đều là có giấy hết nha. Chó con mình không làm giấy. Bán giá để cho anh em dễ tiếp cận nha. Đây, hàng quá đẹp luôn nè. Hàng 4 5 tháng hết rồi. Màu mảng đỏ đẹp. Tay chân bự to. Lưng dài, chân cao, chó trường chó nhìn đẹp lắm. Hàng mình xuất ra là bao uy tín nha anh em. Màu mảng thì khỏi phải chê luôn á. Sức khỏe chích ngừa đầy đủ hết rồi. Rồi, anh em nào mua thì liên hệ Zalo số điện thoại của mình là 0766778880 nha. 0766778880 nha. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh từng con cho anh em xem chi tiết. Đây là đực số 1. Đực số 1 tai ke đứng màu vàng sạch. Mặt đen. Ức có chấm trắng. Ẩm số 1. Đây là đực số 1 nha anh em. Rồi bỏ cho đứng xuống cái. Ok. Đây là đực số 2 nha. Đực số 2 màu vàng sạch, mặt đen, tai ke đứng đẹp nha. Con này khoảng trên 10 kg, chắc cỡ 11 12 kg gì đó. Có thể trên lệch hơn. Này có thuộc màu vàng cát luôn á, lưng cũng hơi ngã màu vàng cát. Mặt đen đẹp, dòng Mỹ châu Âu nha anh em. Màu quá tươi luôn. Đuôi có mũi tên đen nha. Đặc điểm nhận dạng hai nách có hai sọc trắng rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi ok, ấm. Quay mặt. Rồi số 2. Thích hợp cho anh em nuôi huấn luyện và làm giống. Ức cũng có mũi tên luôn nè nha anh em. Ok. Em số 3. Này màu lông màu đỏ, đỏ đen nha. Đỏ mặt đen. Đuôi vung xè đẹp. Tai ke đứng đẹp nha anh em. Màu rất tươi sáng luôn nha. Con này cũng 5 tháng tuổi rồi. Chó chơi chơi dễ nuôi, chích ngừa đầy đủ. Khoảng mười mấy ký. Ẩm lên cái. Con này mắt rất tươi luôn nha. Thần kinh rất lanh lợi luôn nha. Thích hợp nuôi giữa vườn hoặc là huấn luyện nha anh em. Rồi số 3. Số 4 màu đỏ đen. Đỏ khét luôn nha anh em. Số 4 này chó 5 tháng khoảng tầm 13 14 kg gì đó, 13 14 15 kg tùy thôi. Có chênh lệch ước lượng thôi. Lông màu khác, đỏ khác đẹp, màu đậm. Mặt đen thui. Con này cũng rất là trường chó luôn nha, dài đòn. Ẩm lên đi. Đây, số 4 này. Rất là dài đòn luôn nha. Tay chân to bự khủng, mặt đen đẹp nha anh em. 5 tháng đứng cao bằng nửa người rồi nha. Nuôi này chó choi choi rồi. Qua giai đoạn này là nửa đường rồi nha. Ok. Số 5. Vàng. Mặt đen, tay ke đứng. Rất là lanh lợi luôn. Con này chó 5 tháng nha. Tầm mười mấy ký. Màu mảng dày đòn đẹp.
Đây, em số 5 đây. Cao vài đòn nha anh em. Ok. Em số 6. Đỏ, mặt đen ướt trắng. Tay lên hết rồi nha. Tay nó có thể cử động lên xuống được nè. Đó, anh em thấy không? Bật lên bật xuống được. Nhiều anh em hỏi tại sao quay phim lúc tay đứng là cái tay nó có cơ cử động nha. Rồi số 6 này cũng chích người đầy đủ, chó 4 tháng tuổi nha. Màu đỏ đen đẹp ẩm luôn. Đây em số 6 đây. Từ đầu tới chuông. Sáu quá đẹp luôn anh em ơi. Thích hợp nuôi dưới nhà giữa vườn huấn luyện nha. Số 7. Dây sạch mặt đen. Chó này 4 tháng tuổi nha nè. Số 7 đây. Em số 8 này cái nha. Đỏ bả trầu mặt đen, chó 5 tháng tuổi nha, thích hợp làm giống nha các bạn. Dày đòn cực kỳ luôn nha. Đây là màu nè. Từ đầu tới chân này. Đỏ khét luôn. Dày đòn, con này trường chó. Mấy cái con mà dày đòn này thích hợp làm giống đó nè. Số 8. Đó, con này siêu VIP nha. 9. Vàng cát ức đen ức trắng ấy. Vàng cát mặt đen ức trắng nha. Chó 4 tháng tuổi, thần kinh cực kỳ lên lợi luôn. Chó 4 tháng tuổi chích ngừa đầy đủ rồi. Con này siêu lanh luôn nè. Lưng có sọc đen rất đẹp. Lưng sọc đen ức sọc trắng. Số 9 này quá siêu phẩm luôn. Con này số 10, đỏ bả trầu ức trắng. Số 10 này quá dài đòn rồi. Rồi, chốt lại anh em nào muốn mua thì liên hệ Zalo, số điện thoại của mình là 0766778880 nha. Có vận chuyển các tỉnh cho các bạn luôn. Này số 10, kết thúc video.